Mình đang ở vùng đất Hưng Yên. Hưng Yên nổi tiếng với nhãn lồng, bổ ngập rau phay, gà con xuống ổ 3 ngày cân tư. Nhưng bà con Hưng Yên bây giờ còn có thêm một niềm vui lớn, niềm vui mới nữa, đó là nuôi lợn hữu cơ, tốc độ lớn thần kỳ. Và chúng ta cùng đi xem nhé. Lứa trước các bác ấy đã bán được một lứa rồi, và chỉ nuôi có 2 tháng cuối thôi, tăng trọng 80 kg, bán giá 48 với thời giá thị trường hiện nay là cao nhất rồi. Còn lứa này các bác ấy đang tràn trề hy vọng, các bạn hãy cùng thưởng thức nhá. Cái hôm mà cái đợt mới làm chỗ này anh thì bảo là chị ơi, ôi học khó khăn lắm, chắc chị đã làm đã thành công. Nhưng mà cứ tay trộn, mới đầu cũng xài nhờ xong rồi. Bắt đầu không có máy xay tỏi đâu, mấy bà dì giã hộ. Giống chị Thu nhỉ. Cối giã cua này, 3-4 bà dì. Hình như là ai làm như thế người đấy cũng thành công gì đó. 3-4 bà dì. Còn những người mà ồ ạt đầu tư. Chắc. Xuất được lứa nào chị? Có xuất một lứa mới xuất hôm cuối tháng trước ấy, 20 con. Ừ. Tính chi phí thế nào? 3 tấn. Chi phí thì đợt đấy là nuôi nó 4 cân với 50 cân rồi. Ừ. Tớ mới cho ăn cái này, mới biết này mới cho ăn. Ừ. Cho ăn được 2 tháng, 2 tháng 2 ngày. Người ta phản hồi chất lượng thì thế nào? Dạ. Phản hồi chất lượng thì thế nào? Bán cho thợ tận Hải Phòng. Ôi trời ơi, tiếc thế. Ăn. Mấy ông Hải Phòng ông về là ông ấy thích lắm. Ừ. Ông ấy bảo là lợn mình là cái xe xong là bán cho thợ tại Hải Phòng, không phải thợ đây đâu. Thế 40 cân xong rồi ăn, xong rồi ăn từ lúc đấy 2 tháng 2 ngày. Bán giá bao nhiêu? Bán hôm nay là bán 4,5 tấn. Lãi? 4,5 tấn. Nhưng mà lãi có lãi chứ, nhưng mà ăn cám này có lãi. Thì hôm ấy đi nhà chị tính nhà ăn một ngày 3 bao cái cám ABC kìa, rẻ nhất là hết 1,60 triệu. Nhưng chuyện hơn 80 một ngày thì chỉ hết 800, là 800 một tí. Đấy là ăn ngon đấy. 826 là ngô là đông được, có đông ngô của dân thôi. 9,000 thì là ngô ít, nó cám thì ngon, cũng dạ cũng đông nhiều như các anh ấy. Mình là đông cứ vài tạ hết lại đông. Đúng rồi, bán là tính ra là tính 128 cân. 128 cân lớn chưa từng thấy, bố nói gì bố nói nhiêu. Anh bảo là anh bảo là chưa cân được lợn, thợ thịt vào còn chù còn cân nên thì sợ mà còn hai con không mà lại. Có đoán được cân không? Đã. Có đoán được cân không hay là nó đoán thấp cân hơn thì các bác ít cân hơn. Đúng rồi, ít cân hơn. Cái lợn này nó nặng hơn, nó lại dôn ra. Ừ, chắc hơn, dôn lên hàng chục cân luôn. Đấy, ông nào cũng thế nhỉ. Ông nào cũng bị rơi lên chục cân. Rơi hàng chục cân luôn, 11 cân. Thảo cảm giác con lợn có mỡ không? Không. Còn hai con quài thì để lại để gây xè tí chứ. Để lại để còi gây xè. Không, bé hơn đàn đàn thôi chứ nó lớn nhanh mà. Đây, cá này mới làm hôm qua. Cá làm đặc ngon nhỉ? Cho bao nhiêu những cái gì? Cho y như công thức của chú đưa đây thôi. Mèn này mới là mèn. Ý. Mèn các bác ấy cho... Các bác lại có nhà để cho cả gừng. Ui trời, chán thế. Cám này ngô 3 hôm. 3 hôm. Đấy, ủ nó phải như thế này này. Đây. Đấy, đấy. Đời, ngon. Có mỗi thế này. Ngô với cái gì? Ngô với cám gạo. 30 ngô, 40 cám gạo. Là 70. Vì cám gạo đấy nó sẵn. Với chuối. Chuối à? Chuối thì cứ cho thoải mái. Với chuối, thân chuối thì cho bao nhiêu? Thân chuối thì cho ít thôi. Chuối thì cho nó mát. Ăn thêm là cho nó mát. Cho khoảng tầm 20%. À. Ừ. Cho ăn thân chuối vào đây, thích ăn nhiều. Đúng rồi. Ui dồi ôi. Hai bạn bé nhất đấy. Mà mông vai như thế này mà mọi người bảo không có nhỉ. Đây là hai con này là mông chứ còn đi ra mông vai đẹp lắm. Lợn có hay ốm không? Không, hồi đến giờ không mất một tí kháng sinh nào. Tốt. Rồi mà dùng nguyên toàn mới không mất một tí kháng sinh nào. Được đấy ạ, 2 tháng cuối mà lớn được tận 80 cân đấy. Đoán xem quả này được, bà chỉ đoán xem. Quả này á, 125 cân. Không dưới 130 cân. Không dưới 130 cân. Ẹo. Mẹ mình. Mình đã nói nơi hớ rồi đấy. Cái giai đoạn cuối thì tăng bao nhiêu cá? Nhiều khi đến 20 cân. Thế là ít. Thế là vừa. Vâng, vừa chứ không phải là nhiều. 20 cân cho ăn thêm cái vô béo. Cái vô béo đây đẳng cấp. Đố chị mà tìm ở đâu trên thị trường mà có đấy. Đây bạn này không biết gầy, về chia xương cho đấy. Dơ xương à? Đấy, mới cho ăn. Ngày ngày trước là cho như thế nào mà nó dơ xương? Ngày trước là chỉ có cốc cám của lần cô ăn, nó tan ít
dầu lang đá vào. Để nó dơ xương nha. Thêm chục ngày nữa đẹp. Bây giờ cho ăn như thế nào? Bây giờ cho ăn 70 ngô, 200 gạo, thậm chí 10 chuối, 20 chuối. Nhiều. 10 chuối. Cá cho bao nhiêu? Cá thì tăng đến cân rưỡi. Cân rưỡi. Còn có cho chuối thân chuối á? Chuối có. Cho ít thôi, thì bọn này cho ít. Đây, như thế này thì cần gì phải là không phải thuốc đâu. Không thuốc, thứ nhất là không thuốc, cái thứ hai là cần gì phải cho đậu nành đâu. Vâng. Không cần thiết. Bọn này mới mua được 1 tuần rồi. Hôm nay là ngày thứ 8 rồi. Họ cứ bảo họ là chị quay lại thì chị nên cho em xem là chị nói cứ điêu điêu kiểu gì. Chứ chị những cái người đấy thì không cần quay. Chị chỉ còn lợn nhỏ thôi. Chứ chị không ấy, mà chị chia sẻ thật lòng với bọn em tin thôi, chứ chị chẳng ấy gì cả. Ôi giời ơi. Đâu. Cuộc đời nó như thế, không phải cái thành công là không có đường đi đâu, mà mình phải sáng tạo. Tớ xem hết các video của chú chúng tớ, mà thợ không nhớ được, tớ ghi hết vào một cái sổ. Có vất vả không? Bình thường. Trộn bình thường có gì vất vả. Thật ra là khi mình làm mà mình có niềm vui ấy, thì công việc của mình nó đỡ áp lực. Thích lắm. Tối đợt trước hai lần tôi trộn một tay, mỗi mình trộn cứ 9-10 giờ. Yêu nhỉ? Cháu học xong, thích trộn xong, dọn dẹp xong là mai lại thích mà cho lợn ăn nó thơm, thích. Mà làm xong nó cảm giác nó khỏe người ra. Thậm chí đêm còn muốn là có việc gì ở dưới chuồng mình làm nốt. Sướng cực, cái niềm vui nó như thế là thích lắm. Sắp bán lợn to ấy, nhìn nó thích lắm, nó hồng. Mà không muốn bán đâu. Tiếc thật không muốn bán đâu. Nói thì người ta bảo nói bán tiếc. Cứ bảo là nó đẹp này. Với lại yên tâm về cái dịch bệnh, em chỉ khuyến cáo chị là dọn dẹp vệ sinh tất cả là dùng thuốc tím. Thế 2 cân thuốc tím thì chúng mình chắc còn lâu. Ôi giời ơi, với chuồng nhà chị thì 2 cân đấy là 5. Vừa rửa vừa cho uống thoải mái. Sướng nhỉ. Xong là lợn nó có ốm đau gì đâu. Nước ở bể tắm. Cho luôn nước vào đấy. Đúng là rồi. Cứ tắm mì oãn vào đấy. Anh cứ đổ xuống. Chẳng bao giờ ghẻ lửa hắc lào. Tận dụng cái lúc mà thị trường đang chết thì mình vào con giống nó rẻ. Thì mình vào cho nó vừa phải chuồng thôi, đừng có tham làm gì cả. Vào vừa phải. Và cố gắng cái lô này thì để 2 con, chắc chắn bọn này đẻ ổn này. Xong rồi cái lô sau nữa lại để lại 2 con nữa, thì loanh quanh chuồng nhà chị chỉ cần 5 con nái thôi là ổn rồi. Đừng có làm nhiều. Xong rồi để thời gian mà làm việc ngoài nữa rồi. Ở nhà trông cháu mà trông con để đưa luôn đi học, không đi làm được thôi, ở nhà. Rồi phụ anh đi làm rồi gom góp ít mua ngô, mua cám cho nó ăn. Xong rồi mình ở nhà tăng gia sản xuất làm sao cho nó an toàn, mỗi một năm đủ tiền để mà trang trải, rồi tích cóp lên một ít. Con cái nó lớn rồi, đùng cái nó cũng cưới vợ cưới con thì mình cũng có 100-200 để mà lo cái đám cưới cho chúng nó. Rồi còn đóng học đóng hành cho chúng nó ong hết cả đầu ấy chứ. Có phải không đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là cái gì cũng phải biết đủ là được, đừng tham nhiều. Cái lúc nhiều cái là công việc nó cứ cuốn đi rồi, đổ tắt mặt tối nó mệt lắm. Tốt rồi, như thế này là em cũng thấy mừng. Vẽ ra như thế này thì người nói tốt nhiều, người nói đểu thì cũng lắm. Sao mà làm mấy người hoài lắm rồi. Chị là rất là cảm ơn cô chú rất nhiều. Chị thấy không, chị phát một cái video chị nói rất là chân thành. Nhưng mà quay không hay là có mấy người tin đâu. Hôm nay bọn là quay cho mẹ nên mẹ, để mẹ cứ bây giờ gọi điện cũng được, cứ quay lên lấy xong mẹ. Để cảm ơn chú. Là chú nhìn cái sản phẩm của chú làm mẹ nỗ lực này, chú cũng vui. Thế là người thì nhắn họ, người nhắn kia. Thế là cái video của chị em còn chưa biết ở đoạn nào luôn.